bí ẩn thần linh bảo vệ ngôi mộ hình Phượng Hoàng của Võ Tắc Thiên. 400.000 người cũng không thể đào mộ. Đây là hình ảnh toàn cảnh của lăng mộ Võ Tắc Thiên. Nhìn từ trên cao, lăng mộ như một con Phượng Hoàng đang dang rộng đôi cánh. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy được hai con Phượng Hoàng này đã bị xé tim, cắt cánh và đuôi cũng bị đóng đinh. Nhiều tin đồn cho rằng có người đã cố ý phá hỏng phong thủy Phượng Hoàng của Võ Đế. Liệu có sự thật đáng sợ nào đằng sau sự việc này? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Bí ẩn phong thủy Càn Lăng bị phá hoại. Lăng mộ Võ Tắc Thiên nằm ở Càn Lăng, trên đỉnh Lương Sơn thuộc tỉnh Thiểm Tây và cách thành phố Tây An 76 km. Nhìn từ trên cao xuống, lăng mộ của Võ Đế rất giống một con Phượng Hoàng đang giăng cánh, sẵn sàng bay thẳng lên bầu trời. Tuy nhiên, sau khi quan sát toàn cảnh của Càn Lăng, một số người phát hiện vị trí trái tim của con Phượng Hoàng này đã bị đào rỗng, tạo ra những cái hố rất lớn. Phần cánh và đuôi của Phượng Hoàng cũng bị cắt đứt bởi hai đường dài. Hiện tượng này lập tức gây ra sự tranh luận rộng rãi. Có người cho rằng những hình ảnh kỳ lạ trên là để ngăn chặn Võ Đế tăng cường quyền lực, gây ra bất ổn xã hội. Cũng có người tin rằng cửu hỏa vận sắp đến và trong thời kỳ này phụ nữ sẽ chiếm ưu thế trong xã hội. Để ngăn chặn hiện tượng này xảy ra, có người đã cố ý phá hỏng chân phượng phong thủy của Võ Tắc Thiên. Tuy nhiên, phong thủy của lăng mộ Võ Tắc Thiên có thực sự mạnh mẽ như vậy không? Tại sao sau nhiều năm vẫn còn có người tin rằng phong thủy của ngôi mộ này có thể ảnh hưởng đến thế giới hiện tại? Xét về mặt phong thủy, lăng mộ của Võ Tắc Thiên thậm chí có thể xem là ngôi mộ phong thủy mạnh nhất trong lịch sử Trung Quốc. Theo truyền thuyết, khi Võ Tắc Thiên chọn địa điểm để xây lăng mộ, bà đã đặc biệt mời hai bậc thầy thời bấy giờ là Viên Thiên Cang và Lý Thuần Phong để đi tìm một mảnh đất phong thủy. Mặc dù là thầy trò, nhưng sức mạnh của Viên Thiên Cang cũng không hề tầm thường. Thậm chí còn có xu hướng vượt trội hơn so với thầy. Cuốn sách tiên tri kỳ diệu nhất của Trung Quốc, Thôi Bối Đồ, cũng là thành quả của hai sư đồ. Sau khi Viên Thiên Cang rời khỏi kinh thành, đã đi nhiều nơi, khám phá nhiều địa điểm phong thủy, nhưng không một nơi nào đạt yêu cầu. Cho đến khi ông đến một ngọn núi đá ở phía bắc huyện Càn, thì lập tức nhận ra đây là một báu vật phong thủy quý giá, ẩn chứa khí thế uy nghiêm của Long Phượng. Long mộ được xây dựng ở đây chắc chắn sẽ thành công, đạt được bất khả xâm phạm. Sau khi hoàn tất việc khảo sát địa điểm, Viên Thiên Cang lấy một đồng tiền và chôn ở vị trí trung tâm mảnh đất và trở về triều đình, tiếp tục cuộc sống thường ngày. Lý Thuần Phong sau khi đi du hành khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy một vùng đất báu vật phong thủy. Sau khi khảo sát, ông đặt một cây châm cài tóc vào vị trí trung tâm của mảnh đất. Sau khi quay trở lại triều đình, thì được biết Võ Tắc Thiên đã chọn được một địa điểm tốt, nhưng bà vẫn muốn so sánh, xem đâu là mảnh đất tốt hơn. Bất ngờ là cả hai sư đồ đều chọn cùng một khu vực nằm phía bắc huyện Càn. Vì vậy, Võ Tắc Thiên đã đích thân đến kiểm tra khu vực đó và phát hiện địa điểm của Viên Thiên Cang và Lý Thuần Phong đã chọn lại trùng khớp với nhau. Mũi châm cài tóc của Lý Thuần Phong đặt chính xác vào lỗ vuông trên đồng tiền của Viên Thiên Cang. Cảnh tượng trên khiến Võ Đế rất vui mừng, bởi điều này chứng minh rằng đây là nơi được hai bậc thầy phong thủy công nhận, chắc chắn là địa điểm xây lăng mộ tốt nhất. Vì vậy, bà đã quyết định đặt lăng mộ của mình nằm trên đỉnh Lương Sơn. Thực ra địa điểm này còn ẩn chứa một sự tinh tế. Khi nhìn từ phía đông của huyện Càn, Lương Sơn giống như một người phụ nữ nằm ngửa trên mặt đất, với đỉnh bắc là đầu và hai đỉnh phía nam là ngực. Dường như đây đã được định trước là nơi mai táng của Võ Tắc Thiên. Vì vậy, nơi đây chắc chắn là một trong những địa điểm phong thủy mạnh mẽ nhất trong lịch sử Trung Quốc. Chính vì lý do đó mà nơi này được vô số người tôn kính. Vậy thì việc phá hỏng phong thủy của lăng mộ Võ Tắc Thiên liệu đang ẩn chứa bí mật gì? Tượng chiến binh không đầu của Võ Tắc Thiên. Bản vẽ tổng thể lăng mộ Võ Tắc Thiên tương tự như một con Phượng Hoàng đang tung cánh. Nhưng điều kỳ lạ là ở gần mộ Càn Lăng lại có 61 tượng người không đầu. Danh tính của những bức tượng nhỏ này là gì và tại sao phần đầu lại bị chặt đi? Trước khi nói về tượng người không đầu, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về việc phá hỏng phong thủy Phượng Hoàng của lăng mộ. Thực ra vấn đề này khá đơn giản,
Toàn cảnh lăng mộ, thật sự phần tim của Phượng Hoàng đã bị đào sâu và đổ đầy nước vào. Phần cánh bị chặt và đuôi cũng bị đóng đinh. Nhưng khi quan sát kỹ hoặc điều tra trực tiếp sẽ thấy, tất cả suy luận trên đều là vô căn cứ. Phần tim được cho là bị đào mới, thực sự là công trình xây dựng một hồ nước nhân tạo để cung cấp nước sinh hoạt cho cư dân xung quanh. Khi xây dựng hồ nước, việc sử dụng địa hình quan trọng hơn là trực tiếp đào, bởi để đào một hồ nước lớn phải mất rất nhiều công sức. Thứ được cho là chặt cánh và đóng đinh đuôi chỉ đơn giản là hai con đường dài. Việc xây dựng đường xá không hề làm tổn hại đến địa hình vùng núi mà còn có lợi cho người dân nơi đây. Ngoài ra, trong Càn Lăng không chỉ có võ đế thật sự mà còn đường cao tông. Nếu phá hỏng phong thủy để kiềm chế khí thế Phượng Hoàng thì không phải ngay cả long khí thực sự cũng bị niêm phong dưới lòng đất hay sao? Vậy nên có thể nói, những lời đồn thổi trên hoàn toàn là vô căn cứ. Tiếp theo, chúng ta hãy xem xét truyền thuyết về những tượng người không đầu. Trước Càn Lăng có 61 tượng người không đầu, với kích thước và trang phục không đồng nhất, nhưng tư thế lại giống nhau. Họ đều khoanh tay trước ngực, dường như đang hành lễ trước Võ Tắc Thiên ở Càn Lăng. Trong suốt hàng trăm năm qua, người ta đã luôn suy đoán về danh tính của những tượng người này. Họ đại diện cho điều gì? Có người nói rằng đây có thể là những người bảo vệ của Võ Tắc Thiên. Họ bị linh hồn kỳ lạ nhập thể, chỉ có thể im lặng bảo vệ mộ của nữ hoàng. Cũng có người cho rằng chúng có thể là những người bị đày đọa trong sự nghiệp chính trị của Võ Tắc Thiên, tượng trưng cho sự lạnh lùng và tàn nhẫn của bà. Vì vậy, những tượng người này mới không có đầu. Tất nhiên, truyền thuyết về những tượng người không đầu vẫn còn rất nhiều. Nhưng sau này mọi người phát hiện ra rằng những tượng người này thực sự có đầu, chỉ là sau này đã bị người khác phá. Có hai nông dân địa phương đã phát hiện ra một viên đá kỳ lạ khi làm việc trên cánh đồng, có dấu vết rõ ràng của việc điêu khắc bằng tay. Khi cẩn thận làm sạch viên đá, họ phát hiện rằng đó thực sự là một hình dáng của cái đầu, nên đã báo cáo vụ việc lên cơ quan di tích văn hóa địa phương. Các chuyên gia khảo cổ nhanh chóng thành lập một đội đến hiện trường để điều tra và khai quật. Kết quả họ đã phát hiện ra hàng chục viên đá hình đầu người được khắc tại đây. Sau khi nghiên cứu, đội khảo cổ xác định những tác phẩm khắc trên đều xuất phát từ thời nhà Đường và số lượng 61 viên đầu chính xác tương ứng với 61 tượng người tại Càn Lăng. Nhờ vào diện mạo, biểu cảm và những chi tiết của những viên đầu, các nhà khảo cổ kết luận rằng những người này có thể là người của các nước chư hầu. Ngoài ra, một số chữ trên đá cũng tiết lộ danh tính của họ, chẳng hạn như Tocharian Vương Tử hay Mộc Cử Hãn Quốc Vương là những bằng chứng rõ ràng. Những tượng đá này đều là người của các nước chư hầu ngoại tộc trong thời kỳ nhà Đường thịnh vượng. Và lý do họ được đặt ở đây có lẽ là để thể hiện uy quyền của Đại Đường và thành tựu của Võ Tắc Thiên. Về việc tại sao tượng đá bị phá hủy sau này, một số người cho rằng có thể là do khi các dân tộc thiểu số chiếm đóng Trung Nguyên đã xem đây là một sự nhục nhã. Ngoài ra, còn có một số ghi chép kỳ lạ về lăng mộ Võ Tắc Thiên. Đó là lăng mộ này bị nhiều người khai quật nhất, nhưng đến nay vẫn còn nguyên vẹn, không hư hại. Hình dáng Phượng Hoàng tung cánh được xem là bảo vật của những kẻ trộm mộ. Thậm chí, có người đã dùng 400.000 người để săn bằng nửa ngọn núi mà vẫn không khai phá được lăng mộ này. Liệu có phải ở trong mộ của Võ Tắc Thiên có sự bảo hộ của Long Mạch hay sao? Sự bất khả xâm phạm của Càn Lăng. Mộ đế vương luôn là nơi mà kẻ trộm mộ đặc biệt quan tâm nhằm tìm kiếm bảo vật. Trong suốt hàng trăm năm, mộ của Hán Vũ Đế, Đường Thái Tông và thậm chí mộ của Khang Hy tại Bắc Kinh cũng bị cướp sạch. Thế nhưng, lăng mộ của Võ Tắc Thiên lại có thể trải qua hàng trăm năm mà không hề bị hư hại. Trên thực tế, Càn Lăng cũng đã bị kẻ trộm ghé thăm rất nhiều lần, ngay cả những lãnh chúa hay lực lượng triều đình cũng đã tổ chức nhiều cuộc khai quật như vào cuối triều Đường. Phiến Hoàng Sào dẫn đại quân tấn công vào thành Trường An. Sau khi đốt phá và giết chóc, Hoàng Sào lại đặt mục tiêu tiếp theo là lăng mộ của Võ Đế. Bởi ông cho rằng Càn Lăng là nơi hợp táng của Võ Tắc Thiên và Đường Cao Tông vào thời kỳ nhà Đường hưng thịnh. Vậy nên, các báu vật được chôn cùng đó có thể nhiều không đếm xuể. Vì vậy, Hoàng Sào đã tổ chức hơn 400.000 quân đại quân, mang theo sẻng sắt để khai quật Càn Lăng. Không mất nhiều thời gian, họ đã săn bằng một nửa lương sơn, nhưng lại hoàn toàn không phát hiện ra lối vào của Càn Lăng, cũng không đào được phòng mộ thật sự. Sau đó, quân Đường phản kích, Hoàng Sào chỉ có thể trắng tay bỏ chạy. Đến tận ngày nay, con kênh Hoàng Sào với độ sâu 40m vẫn là minh chứng cho hành động khai quật Càn Lăng với quy mô lớn đầu tiên. Người thứ hai khai quật Càn Lăng chính là Ôn Thao, thống đốc Diệu Châu thời Ngũ Đại, là một tên trộm mộ chuyên nghiệp của triều đình. Trước khi khai quật Càn Lăng,
Ôn Thao đã đục khoét 17 lăng mộ hoàng đế nhà Đường, như thể bản thân có mối thâm thù với nhà họ Lý. Ôn Thao với tư cách thống đốc cũng có một lượng lớn thuộc hạ, nhưng mỗi khi quyết định khai quật Càn Lăng, ông luôn gặp phải mưa to gió lớn. Sau khi tình hình xảy ra 3 lần liên tiếp, Ôn Thao rất sợ hãi và cho rằng có lẽ đã đào quá nhiều lăng mộ của hoàng đế nhà Đường nên đã bị họ trả thù. Từ đó, Ôn Thao không bao giờ chạm vào Càn Lăng nữa. Có người nói rằng những hiện tượng kỳ lạ trên chính là thần linh đang ban phước cho Càn Lăng. Nhưng thực ra, ngay cả khi không có 3 lần thời tiết kỳ lạ đó, Ôn Thao cũng rất khó để khai quật Càn Lăng. Bởi vì hàng trăm năm sau, có người đã có một lần nữa chứng minh được sự bất khả xâm phạm của Càn Lăng. Người này chính là Tôn Liên Trọng, tướng quân của Quốc Dân Đảng. Dưới quyền lãnh đạo của ông, binh lính không còn sử dụng xẻng hay cuốc mà đã chuyển sang sử dụng súng máy, đại bác và thuốc nổ. Sau nhiều ngày khai quật, họ cuối cùng đã phát hiện một con đường giống như lối vào hầm mộ. Tôn Liên Trọng rất vui mừng, ngay lập tức muốn dẫn binh lính của mình vào tìm báu vật. Nhưng vào lúc đó, cả ngọn núi bị bao phủ bởi làn khói đặc. Một cơn gió mạnh kèm theo khiến bầu trời trở nên âm u, cát đá bay mịt mù. Nhiều binh lính thậm chí còn bị đá rơi trúng và tử vong tại chỗ. Tôn Liên Trọng nhìn thấy cảnh này thì hoảng sợ bỏ chạy. Càn Lăng một lần nữa thoát khỏi hiểm nguy. Mặc dù có phần phóng đại, nhưng đây vẫn là câu chuyện có thật trong lịch sử. Sau tất cả những lần bị trộm, Càn Lăng vẫn bình an, không chút tổn thất như một huyền thoại. Liệu Càn Lăng có thực sự được bảo vệ bởi thần linh hay không? Mời các bạn để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.